This train does not stop at Ohanajaya, Morikiri Shoujinen, Heisei Shikya, Seishou, Machiya, and Shinkashima. The doors on the left side will open. Shibamata là một khu phố ở cuối phía đông của Tokyo nằm gần con sông Edogawa. Con sông này là biên giới tự nhiên phân cách giữa Tokyo và tỉnh Chiba. Thị trấn vẫn còn giữ được nét duyên dáng của kiến trúc cổ kính từ những năm trước và là một điểm dừng chân hoàn hảo để tách biệt khỏi Tokyo hiện đại. Okonomiyaki phiên bản Shinwe. Còn đây là mì của bạn mình đã gọi. Còn mình gọi món mì soba lạnh và kèm với cánh gà. Itadakimasu. Một trong những địa điểm tham quan nổi bật là đền Shibamata Taishakuten. Lối đi đến đền được coi là một con phố mua sắm chính của thị trấn, con phố cổ kính, uốn khúc có nhiều cửa hàng bán đặc sản địa phương như là dango. Nhưng vì do dịch Covid nên con phố không còn sầm uất và rất nhiều cửa hàng đang đóng cửa. Phía sau ngôi đền là một khu vườn kiểu Nhật và bạn có thể mua vé vào tham quan. Những cây bonsai được cắt tỉa gọn gàng, đậm chất khu vườn kiểu Nhật. Tiếp tục lối đi bộ thì sẽ dẫn đến những căn phòng được trải chiếu tatami truyền thống.
Yamamoto-te, nơi ở của một thương gia trước đây và hiện tại mở cửa cho khách tham quan. Vé vào cổng là 100 yên, nếu bạn gọi thêm đồ uống hoặc bánh ngọt sẽ tính tiền riêng. Sau khi thưởng thức trà chiều xong thì bọn mình tìm đến bến thuyền Yagari no Watashi, bến thuyền truyền thống duy nhất còn sót lại ở Tokyo. Nhưng may mắn đã bỏ mình ra đi, hôm đó là thứ hai, ngày đóng cửa định kỳ của bến thuyền. Trên đường về thì mình thấy còn khá sớm nên đã lượn lờ vào khu Ueno xem có gì vui không. Sau khi check thẻ ra khỏi tàu thì tụi mình đi đến con phố mua sắm Ameya Yokocho. Đây là lần đầu tiên mình đến khu Ueno.